Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Em ơi em.
xa nhau từng ngày, là xa cả chung ơi. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều ạ. Để tiếp tục giao lưu buổi sáng hôm nay, mời một chồng ca trẻ, mời em.